cái bột này thì mình đã ấy và nhồi sẵn rồi các bạn này. Và bây giờ thì mình sẽ vắt ra và đi luộc nhé. Mình sẽ vo tròn như thế này. Mình sẽ luộc cái phần bánh này cho nó chín nhé. Lúc nào nó chín rồi thì mình sẽ làm cái phần luộc sốt các bạn. Đây các bạn này. Các bạn để cái phần nước này thì chúng ta sẽ sốt luôn các bạn nha. Mình sẽ sốt cái phần bánh này. Mình sẽ bỏ cái phần nước sốt vào. Cà chua vào các bạn nha. Tiếp cái phần cà chua này. Đấy.
mình sẽ cắt cái phần lọc này các bạn nhé. Rồi các bạn này, bây giờ thì mình sẽ đổ cái phần này vào đây, nước sốt này vào đây các bạn nha. Đây các bạn, này như vậy thì mình đã hoàn thành xong. Đây là món bánh gạo cay rồi này. Đấy. Đây các bạn nhé.